អញ្ញាសេវតផលកោដញ្ញោអញ្ញាសេវតផលកោដញ្ញោតែលំដាប់នោះព្រះធម្មានលោកជាម្ចាស់ត្រង់បលើនៅឧទានវិតាថាអោកោ
đàn nhà ban chế đàn hay nó ở có đàn nhà ban chế đàn hay nó ở tế tế ai dạ mà ta có đàn nhà sắc anh nhà có đàn nhỏ thuê và niềm mang ở hào xây tế bộ hệ nông biết tha anh nhà có đàn nhà này anh ban mơ chế chứ mô này bà có đàn nhà đồng miên ai dùng.